canh đu đủ các bạn. Đấy, chúng chị mới là canh đu đủ này luôn. Múc cá ngoài. Chào các bạn, hôm nay anh em mình sẽ làm cái món là xương hầm đu đủ. Mời các bạn và cô chú ăn cùng anh em mình. Đó, đơn giản là một món một duy nhất thôi nha các bạn. Đó, lặn chút xíu nữa mình làm cái chén nước mắm trong, để ớt vô, nặn miếng chanh chua chua nữa, chấm cái hết sảy còn 17 ha các bạn. Đó, các bạn yên vị thôi. Đó, rồi để chút xíu nữa mình làm xong rồi bắt đầu mình mời, tại vì nấu cái xương hầm này là chỉ các bạn chỉ cũng cần bắt nước lên thôi các bạn, và nó sôi các bạn xả thả để xương vô trọng rồi thấy là chín đó, rồi các bạn để đủ vô nữa là xong, không có phải là ấy, các bạn cứ thoải mái đi làm công việc gì cũng được chứ. Cho nên nó là canh hầm đu đủ nó rất là ok, khỏi phải làm nhiều việc gì cho chăm lo gì cho nó cho các bạn, kệ đó, cho chín là được đó. Chủ yếu là mình nêm sao mà nó vừa ăn ngon ngọt là ok nha các bạn nha. Đây nha các bạn, hôm nay anh em mình sẽ làm một món duy nhất thôi là xương hầm đu đủ nha các bạn. Đây, các bạn ở ngoài chợ các bạn mua xương heo, mua xương gần xương cổ rồi chứ xương gì đó, xương nó kêu bằng xương gì ta, tròn tròn xương xíu quách hay sao đó, nói chung là xương khu lẳng. Ừ đó, là các bạn chỗ cái đùi đồ này kia đó bạn, cái xương chỗ cái đùi đồ nó kia đó. Đây, mình về là bắt đầu mình sẽ nấu một cái nồi nước lên các bạn, cái đầu mình bỏ gừng đồ này kia vô trũng, mình trụng cho nó sơ qua một cái là nó sẽ đạt thành gì nha các bạn, cho nó sạch sẽ, nó không có còn hôi cái mùi thịt heo nữa các bạn, bớt đi chứ không phải, tại vì bây giờ heo người ta nuôi bằng thức ăn đồ này kia không, cho nên nhiều khi nó cũng có hơi ấy ấy chút xíu, hơi hôi thịt heo chút xíu các bạn, cho nên các bạn sẽ rửa sơ qua, trụng sơ qua cái giống như người ta kêu bằng cằn qua cái đó các bạn, cho nó sạch sẽ cái, cho nó ngon ăn, cho nó ngon miệng chứ không có gì cho các bạn. Đó, còn đu đủ mua một trái đó, hành và ngò gỉ nha các bạn. Rồi hôm nay anh em mình sẽ làm duy nhất một món duy nhất mà thôi là xương hầm đu đủ. Đơn giản vậy thôi các bạn, xương hầm đu đủ thấy các bạn nghe nói câu rất đơn giản gì chứ cũng được lắm nha các bạn, cái mùa nóng nóng này các bạn mà ăn cái món này là thôi nó mắc gửi luôn các bạn ơi, cũng đã lắm rồi nha các bạn. Đây các bạn, mình chiên cái này cho nó mới lạ chút xíu nha các bạn, thì cũng có trứng trứng vịt với ít bột cho chấm thôi các bạn, chứ không có cái gì đâu, nhưng mà mình chơi theo cái kiểu cho nó mới là lạ chút, mình cho nó ngộ ngộ chút cho làm bắt mắt dễ ăn chút các bạn. Đó, thì trước nhất là mình cho dầu vô nha các bạn. Nhiều thì cái giá mình mới để vô trong được cho các bạn. Đó, mình sẽ chiên nha các bạn. Đây, đây nè các bạn, thì mình sẽ nhúng nước, mình làm cái gia vị này các bạn, mình nhúng cái dầu vô trong cái giá này các bạn, cho nó là mình có dính cái ấy. Rồi xong mình múc mình để cho đây các bạn. Rồi, để đây. Đó, nó chín thì nó sẽ nổi lên nha các bạn. Cái này nó cũng hơi lâu lâu chút nha các bạn. Đó, bắt
bắt đầu mình sẽ lấy cái dĩa ra nha các bạn. Mình sẽ để sẵn nè các bạn. Mình có thể chiên tốt hơn rồi. Bây giờ là mình chiên tốt hơn rồi. Chiên được mấy cái rồi. Bây giờ là còn mấy cái nữa thôi các bạn. Đây là làm đầu tiên thì nó phải vậy thôi. Là trứng chiên thôi các bạn. Nhưng mà các bạn chiên cái này cho lạ lạ hơn chút thôi các bạn. Thấy ta chiên cái này ta chiên tròn vo. Đẹp lắm. Thank you.
đây nha các bạn. Đó, thì mình chiên gì nè, có mấy cái trước là mình chiên khét luôn các bạn, mấy cái này thì đẹp hơn rồi nè các bạn. Đây đó, cái gì cũng vậy, phải có lần đầu tiên các bạn, đầu tiên đương nhiên là nó phải xấu, nó không được đẹp. Mấy cái sau thì nó đỡ hơn chút các bạn, chắc lần sau nữa mình mới chiên đẹp được nha các bạn. Đây cả nhà ơi, hôm nay nha mình làm rồi nè cả nhà. Đó, đây là đu đủ hầm, xương hầm đu đủ nha các bạn. Còn đây là món trứng chiên thì mới của anh em mình chút nè các bạn. Đó, mới của anh em là nhiều khi cũ của người ta. Đó, đây, cho nó ra đây luôn các bạn. Đây, một món rồi nha các bạn. Đây là món trứng chiên. Còn đây là món xương hầm đu đủ nè các bạn, xương hầm đu đủ mát lắm các bạn. Canh đu đủ các bạn, đợi dùng chị cho nó canh đu đủ này luôn. Múc cà các bạn, quá đã các bạn. Món đó bà nội kia lên, bà làm mười mấy tuổi rồi, bà làm bà TikTok rồi đó. Hãy giúp em trả. Chào coi. Chào các bạn nha các bạn. Mà các bạn cho các bạn ai? Cái này gì vậy? Trứng chiên. Mở quá. Trứng chiên tại có bột của chậm đó. Béo ngon cho mày. Quên lấy cái kia đựng xương nhỉ? Hả? Đúng nói cứng cà gà ở thử. Tại là nó nổ không có, nó nổ không. Không nổ bằng gì vậy?
mấy người đó, ta nước, ta bán thịt ấy, ta có cái máy bắn chung. Bắn ta dính lại, nó vui ra. Nó lấy là nó nướng ra, nó nướng nhanh. Có người này ta hấp lại, nhưng không ai ta hấp. Rồi xong rồi người ta ớt hết trơn, người ta hấp cấp thủy cho nó chín rồi, ở trong luôn rồi đó. Đem ra, nó chở qua chở ra nướng. Mình sẽ mặt nó ngon rồi. Ừ. Được rồi. Ngay à. Tại vì mình để ý thử cho mấy cái thằng bán thịt nướng này. Cái thau nó mấy quán lớn ấy nha. Thì nó đã gì hết trơn nè. Nó đã thành nó thành gì hết trơn nè. Đâu còn sống đâu. Tái hết rồi. Ừ. Cho nó hấp. Hấp hấp là ngon nhất. Hấp còn nó còn ở cua thì nó không ăn lắm. Nếu một phần á, khách người ta cũng sang, ở chỗ sang sang không à. Người ta còn mà ăn sang thì đâu không à. Có cái gì không? Chào các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn.